thấy là cuốn sách này mang nhiều ý nghĩa và cảm động trước những hành trình của chương trình đã đến những vùng sâu vùng xa để đem những cuốn sách bổ ích này cho chúng em. Em cảm thấy rất là vui và bất ngờ với những cuốn sách này, thì em cảm thấy nó rất là bổ ích và nó sẽ giúp ích cho em trong con đường lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình. Tập đoàn đã mang đến cho trường trung học phổ thông U Minh Thượng vùng sâu vùng xa, thì tôi nghĩ rằng năm cái quyển sách này đó là rất là có ý nghĩa, và tôi hy vọng rằng đó cái nội dung của những quyển sách này sẽ lan tỏa đến cho các em, là sẽ là có cái bước đầu là khởi nghiệp và thành công.